Bổ sung đầy đủ vitamin cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời sẽ giúp bé phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ. Những trẻ biếng ăn, chậm lớn, nếu không được bổ sung đủ vitamin và khoáng chất, rất dễ bị còi xương, suy dinh dưỡng. Với mong muốn lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng bị thiếu hụt ở trẻ, thương hiệu toàn cầu Nature's Way tự tin cho ra đời sản phẩm dành cho trẻ em Kidsmart Vita Gummy Multivitamin for Fuji Easter. Sản phẩm bổ sung tới 20 loại vitamin cần thiết cho trẻ như vitamin C, D, E, vitamin nhóm B, B2, B3, B6, v.v. Đặc biệt phù hợp với bé lười ăn, chậm hấp thu, tiêu hóa kém. Hơn thế, Kidsmart Vita Gummy Multivitamin for Fuji Easter còn bổ sung những khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, magie, iốt, kích thích bé ăn ngon, phát triển chiều cao, cân nặng một cách đồng đều. Điểm nổi trội của Kidsmart Vita Gummy Multivitamin for Fuji Easter còn bao gồm lượng chất xơ được chiết xuất từ rau xanh, trái cây tự nhiên như rau bina, cà chua, cà rốt, củ cải đường, nụ hoa atiso, giúp tái tạo cân bằng hệ vi khuẩn có lợi ở ruột, làm tăng khả năng hấp thu, thẩm thấu các loại vitamin và các yếu tố vi lượng giúp trẻ phát triển toàn diện. Với Kidsmart Vita Gummy Multivitamin for Fuji Easter, việc sử dụng thuốc của bé cũng không còn là rào cản bởi sản phẩm được sản xuất dưới dạng viên kẹo dẻo mềm, hương vị trái cây thơm ngon, kích thích việc ăn nhai ở trẻ, mẫu mã bắt mắt lại tiện sử dụng. Sẽ thật tuyệt vời khi con bạn có sức đề kháng và hệ miễn dịch khỏe mạnh cùng khả năng hấp thu tối đa chất dinh dưỡng phải không? Kidsmart Vita Gummy Multivitamin for Fuji Easter, vitamin tổng hợp cho trẻ biếng ăn hàng đầu thế giới.